chào quý thầy cô. Dưới đây là bản demo giáo án môn giáo dục kinh tế pháp luật lớp 12 bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án của chủ đề 1, tăng trưởng và phát triển kinh tế, bài 1, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung của giáo án sẽ gồm những phần như sau. Giáo án của chương 1. Những bài còn lại trong chương trình môn giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12 bộ sách Cánh Diều được soạn chi tiết và đầy đủ theo như mẫu trên. Giáo án khi tải về là giáo án bằng Word, do đó thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án của các bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập website kênh giáo viên.com.